À, cuối tuần vừa qua Trọng Hiếu Idol đã tung ra MV Yêu Là ba chấm. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Trọng Hiếu trong năm 2019 và ca khúc này thì được biết là lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu giữa cha mẹ của Trọng Hiếu. Và hiện nay thì tôi thấy Trọng Hiếu cũng đang có một sự lột xác về cái phong cách cũng như hình ảnh của anh. Và hôm nay Giờ Giải Trí rất vui khi được mời Trọng Hiếu tới trường quay để chúng ta cùng chia sẻ với Trọng Hiếu về những dự án sắp tới của anh. Xin giới thiệu với quý vị khán giả, nam ca sĩ Trọng Hiếu. Trọng Hiếu xin chào Hương Giang và Trọng Hiếu xin chào khán giả của Giờ Giải Trí. Hiếu ơi, trong chưa đầy 3 tháng mà Hiếu đã ra tận hai MV, cuối tháng 12 thì là MV Vì Anh Là Vậy và ngay cuối tuần vừa qua thì là MV Yêu Là ba chấm. Liệu năm 2019 này có phải là trọng tâm để Hiếu bùng nổ trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình không? Bởi vì anh là vậy là Hiếu phát hành là mùng 30 tháng 11, là cuối tháng 11, và với cái bài hát Vì Anh Là Vậy là Hiếu kiểu như là Hiếu biết được là con đường mình muốn đi đâu và Hiếu muốn là một nghệ sĩ như thế nào, hình ảnh của mình muốn tới đến đâu, một nam ca sĩ quyến rũ nam tính, đột phá và cũng thể thao khỏe mạnh, thì cái hình ảnh này Hiếu muốn phát triển nhiều hơn trong năm 2019, và Hiếu rất là phấn khởi và rất là vui là năm này là một cái năm mà Hiếu làm được thực hiện được cái điều đó. Và MV Yêu Là ba chấm thì tôi thấy là mọi người đồn đoán, à không phải, tôi được nghe là cái MV này thì Hiếu lấy cái cảm hứng từ cái câu chuyện tình của cha mẹ Hiếu ở Đức đúng không? Chính xác. Hiếu có thể kể rõ hơn được không? Chắc là mọi người rất là tò mò. Tại vì là cái bài hát này Hiếu lấy cái cảm hứng đâu mà khi mà mẹ kể cho Hiếu cái câu chuyện là thời gian ban đầu bố mẹ của Hiếu sang Đức chưa biết tiếng tăm, không có tiền, chưa có bạn bè, không có người quen ở đấy. Thì bố mẹ của Hiếu sống ở trên vùng núi rất là, mình gọi là như là hẻo lánh à, đúng không? Đúng rồi. Thì là cái vùng đó là rất là xa những cái thành phố, nhưng mà bố lại bị bệnh hen rất là mạnh, rất là nặng, như thế là bố phải đi bệnh viện. Thì bố không ăn được đồ Tây, như thế là mẹ lại nấu ăn ở nhà, và mẹ lại đi bộ 4 cây số đến bệnh viện để mang thức ăn cho bố. Và thời gian đó thì lại chị gái của Hiếu mới 1 tuổi và Trọng Hiếu đang nằm trong bụng của mẹ. Như thế Lúc là, đấy là mẹ đang có bầu đúng đúng rồi, mẹ có không? bầu và mẹ chở chị Mà mẹ gái có trong bầu mà xe. mẹ phải đi bộ những 4 cây số để chăm sóc bố. Đúng rồi, 4 cây số là mới đi đến, và còn đi về nữa là tổng cộng là 8 cây số, và trong đi núi lên núi xuống, và còn kiểu không có ai giúp được. Và cái điều đó làm cho Hiếu kiểu như là nhận ra là tình yêu khiến cho mình làm được những cái điều phi thường, và Hiếu rất là ngưỡng mộ cái tình yêu và cái tình cảm giữa bố mẹ với cái chuyện đấy. Thế là Hiếu cũng bảo là ok, Hiếu muốn sáng tác một cái bài hát mà mình cảm ơn tình yêu làm cho mình những cái điều mà mình có thể là mình không nghĩ được là mình làm được. Hương Giang có hiểu không? Có một một câu chuyện rất là cảm động, nhưng mà bên cạnh đó thì tôi lại nghĩ sang một khía cạnh khác là tôi hiểu vì sao mà bây giờ Trọng Hiếu lại là một con người năng động như vậy ấy. Tại Chắc sao là nào, khi Hương mà Giang? mẹ mang bầu Hiếu ấy thì mẹ đi lại nhiều, mẹ vận động nhiều không, thay vì tập thể dục thể thao mẹ phải đi bộ 8 cây số mỗi ngày, chứng tỏ là Hiếu là một con người rất là năng động vì lý do đấy Chắc là tại vì mẹ thể đấy. thao nhiều rồi Vâng ạ, và có rất nhiều khán giả thì đoán là sau dấu ba chấm ấy, Yêu Là ba chấm ấy á. thì là chữ cưới. Thì ý của Hiếu thế nào? Hiếu nghĩ là Hiếu đúng để 3 chấm, tại vì là Hiếu muốn cho mọi người quyết định yêu là gì. Hiếu cũng làm một cái khảo sát, làm Hiếu hỏi rất nhiều người, Hiếu hỏi nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ nước ngoài, Hiếu hỏi những người làm việc bình thường, theo mọi người yêu là gì. Thì ví dụ là Miss Việt Nam Tiểu Vy bảo là yêu là được ăn, yêu là cho đi, hoặc là yêu là được cười. Miss Malaysia Larissa Pink lại nói là yêu là unconditional, yêu là không có cần điều kiện gì cả. Hoặc là những cái gì nữa nhỉ? Kiểu rất nhiều câu trả lời rất là đặc biệt và rất là hay ấy. Và Hiếu muốn làm một cái bài hát mà kiểu mọi người, theo quan điểm mọi người, yêu là cái gì thì mọi Thế là người để cho sẽ khán giả tự điền vào chỗ tự quyết trống định. đúng không? Chính xác. Đấy là ý kiến của mọi người. Thế còn với Hiếu thì sao? Yêu là gì? Yêu là Sau dấu gì? ba chấm của Hiếu là gì? Yêu là, đối với Hiếu, thứ nhất là yêu là Adrescaba, là fans của Hiếu. Và thứ hai là yêu là
yêu là tự sát, nhưng không yêu là buồn muôn thuở. Đấy là thời hiệu yêu. Có nghĩa đây là một con người không thể thiếu tình yêu đúng không? Yeah. Yeah. Mình cần yêu và mình một cái cuộc sống không có tình yêu ấy là mình buồn mà mình không biết buồn vì sao mà mình buồn mãi. Nhưng mà cái tình yêu của đây ở đây nó là cái tình yêu gì? Tình yêu nam nữ à? Đối với Hiếu thì là tình yêu rất là có cái nghĩa rộng, tình yêu với bạn bè, tình yêu với bố mẹ, tình yêu với nam nữ hoặc là tình yêu với nghệ thuật của mình, nghề nghiệp của mình. Tình yêu với người hâm mộ nữa đúng không? Chính xác, người artist của mình. Vâng, trước đây thì mọi người thường thấy Hiếu xuất hiện trong các MV và trong cái phong cách của mình là một chàng trai khá là năng động, khá là trẻ trung với những vũ điệu sôi động. Thế nhưng mà bây giờ thì dần dần là đang thấy Hiếu chuyển hướng sang là một thể hiện cái hình ảnh là một người đàn ông rất là manly, rất là quyến rũ và ngọt ngào. Không biết đấy có phải định hướng phong cách của Hiếu trong tương lai không? Phong cách của Hiếu trong tương lai thì là Hiếu có định hướng manly, quyến rũ, ngọt ngào thì cũng có. Tại vì kiểu như là đấy là những cái cảm xúc của một người chàng trai 26 tuổi. Thì những cái sản phẩm của Hiếu cũng là một cái gương của những cái cảm xúc của Hiếu thôi. Mà kiểu với cái hình ảnh thì Hiếu cũng nghĩ là cái quan trọng là những cái hình ảnh mình mới làm được tốt nếu mà mình thật sự là như thế. Kiểu là ví dụ bây giờ mà Hiếu mà ý là đang nói là ở ngoài là một chàng trai rất là manly và ngọt ngào đúng không? Đúng rồi, không phải thật như thế. Nếu mà bây giờ mà ở ngoài Hiếu mà kiểu ọng ẹ hay cái gì đấy mà không như thế thì là Hiếu cũng không phát triển được cái hình ảnh như thế. Cái này là quảng cáo hơi bị khéo nha. Đấy là quảng cáo mà đấy là kiểu một cái sự thật như thế. Ok, cái tác phẩm Yêu là ba chấm đấy có phải là tác phẩm lần đầu tiên bạn sáng tác không? Không, trước đấy là Hiếu sáng tác nhiều bài hát lắm rồi. Ví dụ là bài hát Anh Vẫn Thấy cũng là một bài nhẹ nhàng hơn một tí. Bài hát Một Lần hoặc là bài hát Vẽ Thế Giới. Và cũng bài hát Vì Anh Là Vậy là Hiếu cũng đóng góp một phần của Hiếu vào đấy. Thế cái công việc sáng tác này nó có khó đối với bạn không? Thỉnh thoảng khó hơn, thỉnh thoảng dễ hơn. Ví dụ là bài Yêu Là thì rất là dễ. Tại vì là cái giai điệu nó tự nhiên nó đến, tự động nó đến và Hiếu không phải suy nghĩ nhiều là ok bây giờ mình làm này làm cái kia, mà khi giai điệu của Yêu Là nó đến tự nhiên xong là Hiếu bảo là ok, đúng cái bài hát này là một cái bài hát mà Hiếu cần và một cái bài hát mà Hiếu muốn phát hành khi mà Hiếu kết thúc cái giai điệu này. Thế là kiểu có cái bài hát Yêu là một cái gì mà nó đến rất là tự nhiên. Thế là cảm hứng tự nhiên ào đến với mình như là một cái duyên đi đúng không? Chính xác. Và trở lại với cái tạo hình của Hiếu đi, trong album trong MV vừa rồi đi thì là một chàng trai rất là manly này, ngọt ngào này. Và tôi thì được biết một số thông tin bên lề, đấy là gần đây thì Hiếu hay bị các bạn nữ, các fan nữ nhắn tin và gửi email gạ tình, không biết là có đúng không? Cũng có. Có hả? Yeah. Nhiều không? Nhiều thì Hiếu nghĩ là cũng chưa phải là nhiều lắm, nhưng mà cũng có vài em cũng rất là mạnh bạo và nhắn tin cho Hiếu rất là mà Hiếu không biết trả lời cái gì cả. ví dụ tôi rất là tò mò. Thật không? Thật. Mình đang là trực tiếp đúng không? Ừ. Có cái ví dụ là anh ơi, anh mong là em, anh đang bên cạnh em và để em ôm ấp anh. Đấy là còn hiền lành. Thật đấy hả? Đấy còn hiền lành ấy. Còn kiểu khác như là anh ơi, anh muốn nhìn thấy cái này hay là cái kia không? Hay cái gì đấy. Và em trời muốn ơi. Em muốn sơi anh hay cái gì đấy. Wow, thật đấy hả? Yeah. Không, tôi nghĩ là chắc là các bạn ấy yêu quý Hiếu quá cho nên các bạn ấy trong một lúc bốc đồng các bạn ấy quá khích thôi. Chứ có khi là cũng không hẳn là như thế đâu. Những cái điều đó Hương Giang là Hiếu cảm thấy là ok, mình phát triển được cái hình ảnh của mình tốt, đúng không? Đúng ạ. Phát triển được quyến rũ như thế là mọi người mới nhắn tin cho Hiếu như thế. Thế là một cái sự thành công cho Trọng Hiếu. Đấy lại quảng cáo rồi. Không biết là khi mà gặp những cái tin nhắn hay là những cái email như thế, bạn gái của Hiếu có ghen không? Không, tại vì là Hiếu không có bạn gái. Thế ra mình hỏi giả vờ xem có cắn câu không thôi, nhưng mà vẫn tỉnh lắm. Biết Hương Giang rồi, biết kiểu của Hương Giang rồi. Thế là nhưng mà để chơi với Trọng Hiếu thì phải có trò kinh khủng khiếp hơn đấy Hương Giang ạ. Ok.
tức là chưa có bạn gái đúng không? Cái thông tin này thì tôi nghĩ là rất là nhiều khán giả đang xem cảm thấy mừng thầm trong lòng rồi, và tôi tin rằng ấy sau chương trình hôm nay thì bạn sẽ còn nhận được nhiều email và tin nhắn gạ tình hơn nữa đấy. Mọi người cứ gửi cho Hiếu, tại vì Hiếu cảm thấy những cái email và những cái nhắn tin mà kiểu rất là welcome luôn ha. Hiếu cảm thấy rất là vui ấy, và Hiếu cảm thấy rất là buồn cười ấy. Okay. Muốn tôi là Hiếu không phải là cái email nào Hiếu cũng trả lời được, tại vì là nếu mà mọi người mà screenshot mang lên thì Hiếu toi như thế là. Vâng, nói vui một tí như vậy thôi. Còn bây giờ thì tôi rất là tò mò là trong năm tới này này thì Hiếu có những dự án nào đáng chú ý muốn chia sẻ với mọi người không? Trong năm 2019 Hiếu muốn cho mọi người nhiều sản phẩm hơn, nhiều sản phẩm hơn với hình ảnh nam tính quyến rũ, phá cách, thể thao và sống khỏe. Cũng sắp sửa là Hiếu cũng chuẩn bị một cái sản phẩm tiếp theo là phần 2 của bài hát Vì Anh Là Vậy. Cũng quyến rũ nhưng mà quyến rũ kiểu gì thì cũng chưa biết, quyến rũ ngọt ngào hay là quyến rũ kiểu bad boy thì kiểu táo bạo đi. Táo bạo à? Hương Giang thích táo bạo à? Ừ, Hương Giang thích kiểu đấy. Yeah, thích chọn nhiều táo bạo không? Thật bạo, nhá. Táo bạo như thế nào? Hả? Để Hiếu còn biết là làm trong MV cái điều đó. Ta nghĩ là mọi người sẽ thích nhìn, thích xem những cái táo bạo và những cái điều mà kiểu như là mọi người không thường thấy trong những MV khác. Nghĩa là nó tới đi làm tới đi. Ok, thì là kiểu chơi hết đúng không? Chơi hết mình đúng không? Chơi hết mình đi. Đây mọi người nghe rồi đây, Hương Giang khiến Hương Giang khuyên Hiếu làm cái gì mà kinh khủng khiếp ấy. Hứa nhá. Ok. Ok, tôi rất là mong chờ và hy vọng là khi nào mà Hiếu ra mắt cái dự án mới đấy thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau để tiếp tục trò chuyện về dự án đó được không? Sure. Còn rất tiếc là bây giờ thì thời lượng của chương trình hết rồi, cho nên là đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện với Trọng Hiếu tại đây. Và okay, cuộc trò chuyện này cũng đã kết thúc chương trình Giờ Giải Trí rồi. Ôi làm sao nhỉ, hôm nay dẫn mà nó cứ bị nhiều xong rồi nó cứ bị nghẹo ấy. Kiểu như là lâu lắm rồi chương trình mới cho mình dẫn với cả một cái bạn khách mời điển trai này ấy. Xin lỗi Hiếu nhá. Bình thường tớ không ngọng đâu. Không vâng, còn bây giờ thì rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả rồi ạ. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Goodbye.